Chiều nay ngày 8 tháng 4, Đảng ủy Quân sự tỉnh Sóc Trăng tổ chức hội nghị phiên quý 1 năm 2022. Ông Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có Đại tá Đỗ Tiến Sĩ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các thành viên trong Đảng ủy. Trong quý 1, Đảng ủy Quân sự tỉnh và cấp ủy chỉ huy các cấp đã lãnh đạo lực lượng vũ trang thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nổi bật đã tham mưu cho tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, tổ chức giao nhận quân năm 2022 đạt 100% chỉ tiêu trên giao, luyện tập chuyển sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu các cấp đạt được mục đích yêu cầu đề ra, được quân khu 9 đánh giá cao, không để xảy ra điểm nóng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Công tác tuyên truyền, thông tin thời sự được triển khai kịp thời, đúng quy định và đạt được kết quả thiết thực. Ông Lâm Văn Mẫn đề nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh cần tiếp tục tham mưu cho tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện tốt công tác quân sự quốc phòng địa phương và xây dựng đảng, phối hợp với các đơn vị hoạt động có hiệu quả nghị định số 03 của Chính phủ, nắm chắc diễn biến tình hình, đảm bảo công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là thời điểm diễn ra kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh. Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2022 đẩy mạnh công tác tập huấn, huấn luyện và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng, chuẩn bị cho diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, hoàn thành chỉ tiêu nghị quyết năm 2022 đã đề ra. Cũng trong chiều ngày 8 tháng 4, ông Trần Văn Lâu, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã có buổi tiếp và làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Proton và đoàn liên danh để nghe báo cáo tóm tắt thông tin, ý tưởng, mô hình và kế hoạch đầu tư tổ hợp dự án chợ đầu mối phường 8, phân khu 8D, thành phố Sóc Trăng. Cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo sở ban ngành tỉnh. Theo báo cáo của chủ đầu tư tổ hợp dự án chợ phường 8, thành phố Sóc Trăng với quy mô diện tích trên 234 ha, có tổng mức đầu tư trên 6.452 tỷ đồng. Trong đó giai đoạn 1 được đầu tư khu chợ đầu mối, khu đô thị mới, khu tái định cư. Giai đoạn 2 sẽ tiếp tục xây dựng khu nhà ở xã hội, khu sản xuất chế biến nông lâm thủy sản tập trung. Khi tổ hợp dự án đi vào hoạt động, dự kiến tổng thu ngân sách hàng năm trên 480 tỷ đồng. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận bổ sung thông tin, ý tưởng, vị trí quy hoạch, phát triển hạ tầng giao thông đường bộ và đường thủy phù hợp với quy hoạch tổng thể của dự án. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, ông Trần Văn Lâu rất cảm ơn công ty đã đến tỉnh khảo sát tìm cơ hội hợp tác đầu tư, đồng thời mong muốn nhà đầu tư tiếp tục khảo sát đánh giá kỹ lưỡng dự án, tiếp tục nghiên cứu trao đổi thêm thông tin quy hoạch dự án phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội. Khi đi vào hoạt động, dự án sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần phát triển kinh tế tại địa phương.